Hôm nay thầy sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái mô hình nữa, đấy là mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay chiều. Đấy. Thì ở đây có ba cái máy điện xoay chiều. Đấy. Đây. Thì gồm có 3 pha và hai cái kia là cái một pha đấy. Trong đấy là có một pha lồng sóc và rotor dây quấn. Còn cái này là 3 pha rotor lồng sóc. Tức là cái 3 pha rotor lồng sóc tức là cái bên trong không phải được quấn bằng dây đồng như chúng ta tưởng tượng, mà họ làm bằng một cái khung, có thể là khung nhôm hoặc khung đồng thì tùy đấy, nhưng mà là bằng một cái khung chứ không phải là bằng dây quấn đấy. Thì thầy sẽ giới thiệu qua về cái mô hình này để cho các bạn nhìn nhé. Thì ở đây thì có đầu tiên đấy là cái mô đun của cái thiết bị đo lường đấy. Cũng giống như các mô hình trước đều có, ở đây thì có đo vôn và đo ampe đấy. Ở đây đo vôn thì tới 300 V cơ đấy, còn ampe thì lên tới 5A, bởi vì là ở đây chúng ta đo cả dòng điện xoay chiều 3 pha, cho nên là chúng ta phải có cái giá trị thang đo lớn đấy. Còn cái này là động cơ một pha rotor lồng sóc đấy. Thì đây là gồm các cái thiết bị ở bên trong như đã được trải dây bằng cái sơ đồ này rồi. Sau đấy chúng ta chỉ cần đấu nối theo đúng những cái rác mà họ đã đưa ra theo đúng cái sơ đồ đấy. Đây cái sơ đồ nguyên lý đây. Cái này thì nó cho chúng ta hai cái, đấy là đấu ngược và đấu thuận. Tức là chúng ta đấu sơ đồ theo sơ đồ trên thì nó sẽ ra quay ngược, còn nếu chúng ta đấu sơ đồ dưới thì nó sẽ ra quay thuận. Đấy. Còn cái này là cái bộ nguồn một pha thay đổi. Tức là ở đây ấy, khi mà chúng ta lấy điện áp vào đây thì cái đầu vào của động cơ sau này ấy, phụ tải ấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh cái giải điện áp này từ 0 cho đến 250. Đấy thì tùy chúng ta điều chỉnh. Đấy. Để chúng ta có thể thử một vài cái đúng không? Đấy. Chẳng hạn như chúng ta muốn thay đổi cái nguồn đầu vào để xem là động cơ nó có làm việc hay không, hoặc là đầu ra đúng không? Đấy. Chúng ta có thể thay đổi lúc nó làm việc để xem động cơ nó như thế nào đúng không? Đấy. Còn cái tiếp theo đấy là đây là cái mô hình của cái động cơ một pha rotor dây quấn. Đấy. Ở đây thì nó cũng đưa ra các cái rác cắm để cho chúng ta cắm chờ đấy. Đấy. Còn ở đây là cái mô hình của nó. Đây. Thì chúng ta cũng sẽ cắm theo cái mô hình của nó. Đấy. Ở đây nó có một cái tụ. Đấy. Cái tiếp theo đấy là cái nguồn, đây là cái bộ nguồn 380 đấy, ở bên dưới là 380 đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hành với lại của động cơ 3 pha đây, động cơ 3 pha đấy. Còn ở trên là của động cơ 1 pha đấy. Thì ở đây gồm có cái bộ nguồn, đây là bộ cung cấp nguồn. Thì ở đây là gồm có automat đúng không? Còn đây là các cái từ automat nối ra để các bạn đấu nguồn đi các chỗ khác. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, sử dụng 220 với lại 380 các bạn chú ý về điện áp đấy, bởi vì nó không giống nhau, cho nên là khi các bạn đấu các bạn phải chú ý, không nếu mà đấu lộn thì sẽ gây ra chạm chập cháy rất lớn đấy, bởi vì cái điện 3 pha nó không như điện 2 pha đấy. Còn ở bên đây là bên cái 3 pha rotor lồng sóc, thì ở đây là nó cũng có cái sơ đồ nguyên lý đấy. Đây là sơ đồ đấu sao, còn đây là sơ đồ đấu tam giác. Còn đây là cái mà nó đã trải ra rồi để cho chúng ta đấu. Thì ở đây thầy đang thực hiện đấu sao của cái động cơ này. Để tí nữa thầy sẽ cho các bạn các cái ban bệnh. Đấy, tức là mô phỏng cái sự cố ở trên cái bảng này. Đấy, thì thầy sẽ mô phỏng để cho các bạn xem. Đấy. Còn sang bên này thì là đến cái bộ khởi động từ. Thì ở đây cái bộ khởi động từ này ấy, thì nếu mà nói thực ra thì chỉ có cái này là khởi động từ thôi đấy, còn cái này là giơ lên nhiệt rồi. Còn tức là cả cái bộ khởi động từ ở đây có nghĩa là nó tích hợp để cho chúng ta một cái bộ điều khiển đấy, chúng ta có thể điều khiển, có thể on off đấy, tự động đấy, được chưa? Có thể nhấn nút là động cơ nó sẽ chạy, tắt là động cơ tắt đấy. Tí nữa thầy sẽ mô phỏng để cho các bạn xem. Thì ở đây cũng thế thôi, cái nút ấn này là nút ấn tức là nó phục hồi đấy, chứ nó không giữ nguyên vị trí. Thì ở đây có hai tiết điểm, đấy là thường đóng và thường mở đấy. Ở đây thì nó cũng đưa ra các cái đầu ra để cho các bạn
Xem đấy, các bạn kết nối đấy, rồi là ở đây thì cũng thế, cũng nút ấn nó phục hồi, nó không giữ vị trí đấy, cũng có hai tiết điểm đấy là on và off và on đấy. Còn thầy sẽ nói sâu một chút về cái hệ thống khởi động từ này. Đáng ra là chúng ta có thể ở đây chỉ sử dụng con này cũng được, bởi vì con đấy nó có chức năng là điều khiển thôi đấy. Chúng ta có thể điều khiển tất cả những cái gì mà chúng ta muốn nếu mà chúng ta sử dụng nhiều hơn cái con khởi động từ. Còn cái con dơ lên nhiệt này thì chức năng chính của nó chỉ là bảo vệ thôi, nó bảo vệ rất nhiều, có thể là chống quá tải, mất pha hoặc là lệch pha hoặc là như thế nào đấy, thì khi mà chúng hoặc là nhiệt độ cao đấy, thì khi mà mạch nó hoạt động như thế nào đấy thì nó sẽ tác động và nó sẽ nảy lên để nó hút các tiết điểm ra và làm cho phụ tải không hoạt động hay động cơ không không hoạt động đấy. Thì lúc đấy chúng ta chú ý và chúng ta sẽ thao tác lại như ban đầu nhé, nếu mà những cái tiết điểm này nó hút vào đấy, thì các bạn lấy tô vít hay là cái gì đó các bạn xoáy ra đấy. Còn đây là các cái tiếp điểm mà nó được nối từ cái con này ra đấy. Đây các bạn nhìn đấy, ba đầu RLT đấy là ba cái đầu đây, RLT đây, đấy là ba pha đấy, ABC đấy. Thì nó nối ra ngoài này để cho các bạn nối. Đấy. Còn ở dưới đây là cũng vậy ABC nhưng mà là của dơ len nhiệt nối ra đấy. Còn đây là các tiết điểm thường mở thường đóng của dơ len nhiệt. Còn đây là tiết điểm thường mở thường đóng của công tắc tơ. Còn đây là cái cuộn hút của nó. Cái cuộn hút của nó thì có tác dụng là gì? Là khi các bạn cấp nguồn cho cái con công tắc tơ ấy thì cái cuộn hút này nó sẽ có điện và sau đấy nó sẽ hút các cái tiết điểm ở trên cái con công tắc tơ đến lại. Ví dụ các cái tiết điểm nào mà đang mở thì nó sẽ đóng lại, còn các tiết điểm đang đóng thì nó sẽ mở ra đấy. Thì tùy thuộc vào cái mà chúng ta điều khiển thì chúng ta sử dụng nhiều hay ít, thì tùy vào bài toán để chúng ta có thể mua thêm để chúng ta dùng trên trên thực tế đấy. Thì vừa rồi là thầy đã giới thiệu toàn bộ cái hệ thống tất cả các cái thiết bị ở trên đây rồi, thì bây giờ thầy sẽ đến cái phần thứ hai, đấy là phần mô phỏng để cho các bạn xem nhé. Thì ở đây thầy có mô phỏng một 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 ban bệnh thôi đấy. Cái ban bệnh ở đây thì thầy mô phỏng đấy là cái đây cho cái ba pha rô to lồng sóc này đấy. Thì bây giờ thầy sẽ mô phỏng cái ban bệnh ở đây, đây cái ban 1 2 này, thì thầy sẽ đây là khi mà bật cái ban 1 2 thì cái pha ở trong con này nó sẽ bị mất mất pha đấy. Đây tức là đây nó sẽ bị mất hai cái pha này. Nếu mà ví dụ chúng ta bật ban 1 thì nó mất cái pha 1, còn bật ban 2 thì nó mất cái pha 2. Thì khi mà thầy bật một cái thì động cơ nó sẽ chạy chậm lại, nhưng mà các bạn chú ý nhá là trong ấy khi mà nó đang làm việc ấy, thì động cơ ấy nó sợ nhất là bị mất pha đấy, bởi vì khi mà mất pha thì nó sẽ rất nhanh cháy, tức là nó chỉ chạy được một chút nữa thôi, bởi vì tải nó quá nặng mà pha nó không đủ để cung cấp những cái điện áp để cho nó hoạt động ấy, thì nó không hoạt động đủ thì lúc đấy nó sẽ tự cháy thôi, cho nên là tránh cái trường hợp mất pha. Cho nên ở đây là họ mới mô phỏng để cho chúng ta biết là khi động cơ nó mất pha thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Tất nhiên rồi là nó không chạy giống như yêu cầu rồi, được chưa? Thế bây giờ thầy sẽ mô phỏng để cho các bạn biết nhé. Đây ban đầu chúng ta sẽ bật cái áp này lên đấy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là ba bóng đèn này nó đã sáng, tức là ba pha nó đã vào rồi đấy, được chưa? Bây giờ thầy sẽ điều khiển nhé. Đây thầy sẽ bật cái công tắc này, thì cái thầy điều tức là thầy kết nối để thành một bộ điều khiển, tức là khi thầy bật cái công tắc thì cái công tắc tơ này nó sẽ hút và sau đấy là nó sẽ kết nối điện xuống cái động cơ này và động cơ sẽ quay, và khi mà nào ấy mà động cơ thầy muốn tắt thì thầy sẽ tắt ở đây đấy, được chưa? Đây bây giờ thầy thử nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy đây động cơ đang quay đúng không? Đấy. Đây. Khi nào chúng ta muốn tắt thì chúng ta sẽ tắt bằng cái này đấy. Đấy thì là động cơ nó sẽ dừng. Cái đấy là một cái mà hệ thống điều khiển đơn giản nhất mà các bạn có thể làm ở bất kỳ đâu. Tức là on off thay vì chúng ta dùng cầu dao, bởi vì cái cầu dao của chúng ta dùng nó tức là nó không được an toàn đúng không? Khi chúng ta đóng nó rất rít
Vì vậy nó không an toàn, chẳng may mà tay nó bị ướt này hay là hệ thống nó bị chạm chập như thế nào đấy thì lúc đấy rất nguy hiểm. Cho nên là nếu mà bạn nào ấy mà muốn điều khiển nó đơn giản nhất, và cái này nó cũng không mất nhiều tiền, thì sau này thầy sẽ dạy để cho các bạn làm những cái này nhé. Các bạn có thể làm cho cả công ty, xí nghiệp hay là thậm chí là cái thiết bị điện trong gia đình của các bạn, được chưa? Đấy là cái vừa giờ thầy nói về cái hoạt động của cái motor và cái mạch này. Còn bây giờ thầy sẽ làm đến cái ban bệnh nhé. Thì đây bây giờ thầy lại bật lại để cho motor nó hoạt động này. Đấy các bạn nhìn tốc độ động cơ nhé. Đấy. Bây giờ thầy sẽ bật cái van đầu tiên, đấy là thầy ngắt ngắt một pha của nó đi. Đấy. Thì bây giờ nó cũng chạy chậm chậm hơn rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ ngắt thêm pha thứ hai nhé. Đấy. Bây giờ nói chung là hai pha nó không hoạt động nữa thì động cơ nó sẽ dừng lại thôi, bởi vì nó không đủ sức. Vừa nãy thì còn 3 trên 2, đấy được chưa? Các bạn nghe này, cái động cơ nó rất là ù đúng không? Đấy, bởi vì nếu mà các bạn để lâu thì động cơ nó sẽ bị cháy, cho nên là thôi thầy sẽ tắt ngay, được chưa? Đấy. Đấy. Thì vừa rồi là thầy đã giới thiệu toàn bộ những cái sự cố ở trên cái mô hình này mà liên quan đến động cơ 3 pha. Sau này các bạn học thì thầy sẽ nói thêm về một số các cái ban bệnh tiếp của các cái động cơ khác. Đấy.